Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Sketch cơ bản dành cho trẻ em tại Trung tâm Tin học Sao Việt. Ở trong video trước thì các bạn đã được tìm hiểu tổng quan về Sketch và cách cài đặt phần mềm lập trình dành cho trẻ em. Ở trong video hôm nay thì hãy cùng mình tìm hiểu về giao diện Sketch. Trước khi đến với giao diện Sketch thì bước đầu tiên các bạn sẽ khởi động phần mềm. Để khởi động phần mềm thì đầu tiên tại giao diện màn hình máy tính thì các bạn sẽ tìm đến phần mềm Sketch như trên màn hình này. Hoặc các bạn có thể tìm kiếm phần mềm Sketch thông qua thanh tìm kiếm ở bên dưới thanh tab 3 này và các bạn gõ cho mình tên ứng dụng Sketch thì sẽ hiển thị ra biểu tượng Sketch như trên màn hình này. Rồi các bạn sẽ click chuột 2 lần vào phần mềm. Và đợi một lát để cho phần mềm sẽ load. Thì hiển thị ra giao diện phần mềm Sketch. Okay. Đây là giao diện phần mềm giúp cho các em có thể lập trình Sketch. Và đặc biệt là đối với giao diện này thì các bạn có thể sử dụng offline, tức là không có internet thì vẫn có thể sử dụng được nha. Hoặc các bạn có thể truy cập vào trang web sketch.mit.edu và các bạn sẽ thực hiện trên giao diện online trực tuyến với các bước mà mình có hướng dẫn ở bài trước. Còn trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn đối với giao diện đã được cài đặt về và sử dụng apply trên máy tính. Tiếp theo, khi truy cập vào giao diện này thì các bạn sẽ chuyển đổi ngôn ngữ bằng tiếng Việt bằng cách các bạn sẽ tích chọn vào biểu tượng tượng hình trái đất này ở phía trên thanh menu. Và các bạn sẽ chuyển kéo xuống này và chuyển đổi cho mình sang tiếng Việt để cho các bạn trẻ, các lứa tuổi học sinh có thể dễ dàng thao tác trên phần mềm. Hoặc đối với những bạn trẻ nào mà giỏi tiếng Anh thì các bạn có thể không cần thay đổi cũng được nha. Để lại tiếng Anh cũng được. Rồi, thì đây là giao diện tiếng Anh. Còn nếu không thì các bạn đổi sang tiếng Việt. Thì đây là giao diện tiếng Việt. Thì trong giao diện này sẽ chứa các thành phần cơ bản như sau. Đầu tiên là thanh menu được nằm ở vị trí trên giao diện, bao gồm các mục như tập tin này, chỉnh sửa này, hướng dẫn này. Thì khi mà các bạn, các em không hiểu, không biết thao tác phần mềm Sketch thì các bạn có thể truy cập tới cái mục hướng dẫn này để hiểu rõ hơn về cách thực hiện. Tiếp theo, xuống dưới phần này thì đầu tiên là có 3 mục này, mục code, mục trang phục và mục âm thanh. Thì đầu tiên mình sẽ đến với cái giao diện của mục code trước nha. Ở trong mục code này thì các bạn sẽ để ý cho mình ở phần bên trái này. Đây, phần bên trái này. Đây là khu vực khối lệnh. Khu vực khối lệnh gồm các nhóm khối lệnh và danh sách các khối lệnh tương ứng với từng nhóm. Sketch thì có hơn 100 khối lệnh cơ bản và được chia thành 9 nhóm, bao gồm chuyển động, hiển thị, âm thanh, sự kiện, điều khiển, cảm biến, các phép toán này, các biến số và khối của tôi. Thì khi các bạn tích chọn vào từng nhóm lệnh ngay lập tức, các bạn sẽ thấy ở mục điều khiển này sẽ hiển thị ra các khối lệnh theo từng nhóm đó. Ví dụ mục chuyển động thì sẽ là khối lệnh như thế này. Rồi nhóm hiển thị thì sẽ là khối lệnh như thế này. Rồi nhóm âm thanh thì sẽ là khối lệnh như thế này. Đó. Thì mỗi nhóm thì sẽ tương ứng với từng màu sắc, cho nên các bạn sẽ dễ dàng hình dung và dễ dàng nhận biết được từng nhóm đó. Tiếp theo đến với phần ở giữa này, đây là khu vực lập trình. Hiện ra khi chọn code là nơi các khối lệnh được kết với nhau tạo thành một chương trình theo ý muốn của lập trình viên. Các bạn muốn chọn khối lệnh nào bất kỳ ở mục chuyển động này thì các bạn sẽ kéo qua đây. Thì lập tức khối lệnh đó sẽ được di chuyển qua khu vực lập trình và các bạn sẽ điều khiển khối lệnh này để cho các đối tượng
các vật thể được chuyển động theo khối lệnh mà các bạn lựa chọn. Thì ở phần này thì mình sẽ hướng dẫn ở bài sau. Tiếp theo mình sẽ đến với khu vực sân khấu. Đấy, khu vực sân khấu. Đây là nơi biểu diễn các hành động, hình ảnh này, âm thanh của các đối tượng khi chạy chương trình, là nơi biểu diễn các hành động, hình ảnh, âm thanh của các đối tượng khi chạy chương trình. Khi khởi động phần mềm thì một chú mèo sẽ xuất hiện trên sân khấu. Và để chuyển động cái con mèo này thì các bạn sẽ sử dụng các khối lệnh ở phía bên tay trái này nha. Các bạn sẽ đưa các khối lệnh này ra giữa phần mềm và các bạn sẽ thực hiện việc chuyển động. Thao tác chuyển động đối tượng cụ thể là con mèo ở trên khu vực sân khấu này. Tiếp theo phần bên dưới này, đây là khu vực nhân vật. Khu vực nhân vật. Tại sao nói là khu vực nhân vật? Đây gồm các biểu tượng thu nhỏ như khung chứa nhân vật. Ví dụ các bạn không muốn sử dụng nhân vật này nữa thì các bạn có thể xóa đi. Và các bạn có thể tạo mới một nhân vật khác bằng cách các bạn sẽ tích chọn vào biểu tượng nhân vật này. Đây là biểu tượng chọn nhân vật khác nhau nha. Thì sẽ hiển thị ra tất cả các biểu tượng nhân vật. Các bạn sẽ lựa chọn các chủ đề nhân vật mà các bạn muốn hiển thị. Hoặc các bạn có thể tìm kiếm ở phía trên này. Đó. Rồi, ví dụ như là mình chọn vào cái mục động vật đi. Thì sẽ hiển thị ra tất cả các động vật. Rồi, mình sẽ chọn một con động vật bất kỳ. Thì ngay lập tức khi các bạn chọn vào thì nó sẽ hiển thị trên giao diện phần mềm Sketch. Ở mục nhân vật này thì sẽ hiển thị là tên nhân vật nha. Tên nhân vật. Tiếp theo cái trục XY này. Đây là cái trục giúp cho các bạn có thể xoay hướng nhân vật nha. Các bạn có thể tăng lên hoặc là giảm xuống. Cái mục X này khi các bạn thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo chiều tiến tùy thuộc vào con số mà các bạn cho. Nếu các bạn cho con số mà tăng lên thì con vật sẽ đi sang bên phải. Còn nếu các bạn cho con số nó nhỏ lại thì con vật sẽ thụt lùi. Còn đối với Y thì nó nằm theo cái trục tung, tức là trục dọc á. Khi các bạn cho nó một con số nào tăng lên thì nó sẽ được di chuyển theo hướng lên trên. Còn nếu mà các bạn cho trục Y với thông số nhỏ hơn, ngay cả âm đi, thì con vật sẽ được di chuyển xuống. Ok, bên dưới này là kích thước này. Kích thước nhân vật các bạn có thể tăng lên để phóng to nhân vật. Rồi, tiếp theo là hướng di chuyển này. Thì các bạn sẽ chọn cái hướng di chuyển theo góc mà các bạn muốn. Ví dụ 60 độ đi, thì con vật sẽ xoay theo hướng 60 độ. Hoặc các bạn có thể thao tác bằng cách sử dụng các khối lệnh ở phía bên trái này. Ví dụ như là di chuyển 10 bước đi, thì khi các bạn tích chọn vào, càng tích chọn thì con vật càng di chuyển số bước mà các bạn tích vào. Ví dụ mình cứ tích chọn như thế này thì con vật sẽ cứ tiếp tục di chuyển. Hoặc các bạn chọn vào cái khối lệnh là xoay đi, xoay 15 độ. Thì các bạn sẽ tích chọn này, thì con vật sẽ xoay với số lần mà các bạn tích chọn. Phần cuối cùng, đây là khu vực phông nền. Gồm các biểu tượng thu nhỏ như khung chứa phông nền. Nếu các bạn muốn thay đổi một phông nền bất kỳ thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng chọn một thay đổi phông nền như bên dưới này. Thì sẽ hiển thị ra tất cả các phông nền theo chủ đề. Ở đây có các chủ đề như là tưởng tượng này, âm nhạc, thể thao này, ngoài trời, trong nhà, khoảng trắng này, dưới nước và pattern. Thì các bạn sẽ lựa chọn một trong các chủ đề này để cho các bạn hiển thị trên màn hình. Ví dụ mình chọn chủ đề này đi, thì lập tức sẽ hiển thị ra một cái phông nền với chủ đề mà các bạn lựa chọn. Tiếp theo thì mình sẽ đến với
Mục trang phục. Ok, thì khi các bạn tích chọn vào mục trang phục thì hiển thị ra giao diện trang phục. Giao diện trang phục. Đây là giao diện mà mỗi nhân vật sẽ có một hoặc nhiều hình ảnh hiển thị ở đây, và khu trang phục sẽ xuất hiện khi các bạn chọn vào thẻ trang phục, cho phép thao tác với hình ảnh nhân vật như là thêm mới này, chỉnh sửa này, xóa các hình ảnh trên các cơ sở thư viện có sẵn hoặc tự tạo các yêu cầu. Ví dụ các bạn muốn tạo màu cho cái hình nhân vật này đi thì các bạn sẽ tích chọn vào cái bộ phận mà các bạn muốn thay đổi, và các bạn sẽ tích chọn vào mục tô này. Đó, thì ở đây sẽ hiển thị các màu cho các bạn. Các bạn sẽ lựa chọn màu mà các bạn muốn thay đổi. Đó. Bên dưới này là độ bão hòa, giúp cho các bạn có thể căn chỉnh độ đậm nhạt của màu. Và ở bên dưới này là độ sáng, giúp cho các bạn có thể tăng độ sáng tối tùy thuộc vào màu mà các bạn muốn. Tiếp theo là cái mục viền này, mục viền. Thì đối với mục này thì giúp cho các bạn có thể tạo ra đường viền của mỗi nhân vật, mỗi chi tiết trong nhân vật đó. Kèm theo là độ bão hòa, là độ đậm nhạt của màu sắc và độ sáng tối của màu sắc. Ở mục kế bên này, cứ mỗi lần các bạn tăng lên từng đơn vị thì cái độ dày của đường viền này sẽ tăng lên. Ví dụ ở đây mình tăng 2 độ thì sẽ làm tăng lên cái độ dày của đường viền này. Lên 3 thì sẽ tăng lên này. Còn nếu không thì các bạn giảm đi. Đó, nếu mà giảm bằng 0 thì nó sẽ không có đường viền. Tiếp theo, ở mục bên này, đây là biểu tượng sao chép nha. Sao chép chi tiết. Các bạn sẽ chọn chi tiết mà các bạn muốn sao chép và các bạn tích chọn đây. Thì khi đó các bạn sẽ dán vào một cái vị trí khác bất kỳ. Còn đây là mục xóa nha. Các bạn sẽ chọn chi tiết mà các bạn muốn xóa và các bạn nhấn vào đây để xóa chi tiết đó. Để quay lại thì các bạn sẽ tích chọn vào biểu tượng phía trên này nha. Đây, biểu tượng quay lại. Hoặc biểu tượng ngược lại với cái biểu tượng này thì các bạn sẽ tích chọn vào thì nó sẽ quay lại cái thao tác trước, cái thao tác xóa. Rồi, ở bên dưới này là cái mục giúp cho các bạn có thể điều khiển. Ví dụ như là biểu tượng nút trỏ chuột này, đây là biểu tượng chọn nha. Khi các bạn chọn vào cái biểu tượng này thì sẽ giúp cho các bạn có thể lựa chọn vào chi tiết mà các bạn muốn. Tiếp theo là cái biểu tượng con trỏ chuột mà có hình tròn này. Đây là biểu tượng đổi hình dạng nha. Ví dụ các bạn muốn đổi hình dạng này đi thì khi các bạn chọn vào thì sẽ hiển thị ra mỗi mỗi cái đường điểm này sẽ là một cái điểm chấm này, thì các bạn sẽ muốn thay đổi kích thước to ra này, hoặc là thay đổi cái hướng, không phải hướng thẳng nữa mà hướng đường cong như thế này, thì cái này giúp cho các bạn có thể điều chỉnh lại kích thước sao cho hợp lý mà các bạn muốn. Tiếp theo cái biểu tượng này, đây là biểu tượng cọ vẽ nha. Cọ vẽ các bạn có thể vẽ ra các ký tự, các biểu tượng xung quanh nhân vật thì các bạn sẽ lựa chọn vào cái ký tự này. Còn nếu các bạn muốn xóa thì các bạn tích chọn vào biểu tượng tẩy này nha, thì nó sẽ xóa cho các bạn. Nếu các bạn thấy nét cọ to quá thì các bạn có thể giảm đi nha. Đó, giảm đi bằng cách các bạn thay đổi ở phía trên này. Đó. Thay đổi cái mức độ của cây cọ sao cho nhỏ. Tiếp theo, đây là biểu tượng tô nha, biểu tượng tô màu. Thì khi các bạn chọn vào biểu tượng này thì giúp cho các bạn có thể thay đổi màu, thay đổi màu. Các bạn có thể thay đổi bằng màu đỏ này. Đó, màu đỏ này. Đó, thì khi các bạn thay đổi, các bạn chỉ cần chọn vào cái chi tiết ở trong này nha, thì nó sẽ tự động thay đổi màu sắc cho các bạn. Tiếp theo là biểu tượng chữ T này. Đây là biểu tượng giúp cho các bạn có thể viết chữ lên. Ví dụ khi các bạn chọn vào biểu tượng và các bạn tích chọn vào vị trí cần hiển thị thì sẽ hiển thị ra chế độ viết chữ này, thì các bạn sẽ viết chữ lên.
Rồi. Để di chuyển thì các bạn tích chọn vào biểu tượng nút trỏ chuột này và các bạn sẽ kéo ra. Rồi, các bạn có thể thay đổi bằng cách giữ con trỏ chuột ở một trong bốn đầu kích thước và các bạn sẽ kéo cho nó nhỏ lại. Đó. Thì khi mà các bạn cảm thấy kích thước nó vừa, nó ổn rồi thì các bạn sẽ thả chuột ra nha. Tiếp theo là ba cái hình này giúp cho các bạn có thể tạo chi tiết đối tượng. Đầu tiên là dòng này, giúp cho các bạn có thể kẻ một cái đường thẳng. Ví dụ đối với cái đường chân nhân vật này thì sẽ sử dụng cái đường này nha. Tiếp theo là hình tròn này. Đối với hình tròn thì các bạn sẽ tích vào biểu tượng hình tròn và các bạn sẽ chọn vị trí muốn kẻ này, sau đó giữ con trỏ chuột trái vào cái vị trí đầu tiên này, sau đó kéo xuống này. Thì ở đây độ dày đường viền của mình cho hơi to thì mình sẽ giảm đi bằng cách các bạn sẽ thiết lập ở phía trên này này. Thì các bạn sẽ tích chọn để giảm hoặc các bạn gõ trực tiếp luôn, ví dụ là không đường viền đi. Tiếp theo là hình vuông này, hình chữ nhật giúp cho các bạn tạo ra cái hình chữ nhật như ý muốn nha. Đó, các bạn sẽ kéo từ vị trí đầu tiên đến vị trí kết thúc này. Đó thì thả con trỏ chuột ra. Tại đây thì các bạn có thể thay đổi màu tô thành màu đỏ cũng được, rồi thay đổi độ bão hòa cho nó đậm hơn và độ sáng thì các bạn giảm. Đó, ví dụ như vậy. Ok, tiếp theo mình sẽ đến với mục âm thanh. Cho phép các bạn có thể tạo chỉnh sửa âm thanh cho các nhân vật trên cơ sở thư viện có sẵn hoặc tự tạo theo yêu cầu. Các bạn có thể tạo ra một cái âm thanh, có thể tăng âm thanh lên này, chậm hơn, to hơn, nhẹ hơn này. Đó. Và đối với âm thanh thì các bạn có thể tạo âm thanh bằng cách các bạn sẽ tích chọn vào biểu tượng chọn âm thanh này. Thì hiển thị ra tất cả các âm thanh và tương ứng với mỗi chủ đề. Các bạn sẽ lựa chọn vào từng chủ đề mà các bạn muốn chọn âm thanh và các bạn sẽ chọn âm thanh bằng cách tích chọn vào âm thanh đó thì ngay lập tức sẽ hiển thị cái âm thanh mà các bạn lựa chọn lên trên giao diện. Các bạn để nghe thì các bạn sẽ tích chọn vào biểu tượng chạy này để nghe. Còn nếu muốn âm thanh nhanh hơn thì các bạn sẽ tích chọn vào biểu tượng nhanh hơn này. Muốn âm thanh chậm hơn thì các bạn sẽ tích chọn vào chậm hơn này. Muốn to hơn thì các bạn sẽ tích chọn vào to hơn hoặc nhẹ hơn này. Đó, hoặc là tắt tiếng đi thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng này. Hoặc là muốn đảo ngược âm thanh thì các bạn sẽ tích chọn vào đảo ngược âm thanh này. Ok, trên đây là các kiến thức về giao diện Sketch. Mời bạn sẽ sang tiếp phần tiếp theo.